Tôi là Triệu Truyền Kỳ. Tập 33. Cho phép tôi giới thiệu một chút. Vị này là cô Tả Tiểu Bảo của chữ gia trại núi Phần Lương chúng tôi, cũng là chị dâu của tôi. Chị dâu, vị này là đại đội trưởng Tân, Tân Bình Quý, mà tôi thường nhắc với chị. Thật ra cũng không phải đại đội trưởng gì, mọi người đều là người Trung Quốc cùng đánh bọn Nhật cả. Họng cậu không khỏe à? Không có. Không phải, ý tôi là, chị xem, chúng ta đã đứng ở đây cả buổi trời rồi. Không phải, không phải, là tôi đứng đây cả buổi trời rồi. Mọi người đều gượng gạo, tốt xấu cũng nói đôi câu đúng không? Tân Bình Quý, cậu làm gì thế? Đàn ông đàn anh, anh nên chủ động chút. Chào hỏi đi. Chào Tả phu nhân. Gì mà Tả phu nhân? Tả đại nhân. Tôi bị anh làm cho tức tới hồ đồ. Chào cô Tả. Chào cô Tả. Chào đại đội trưởng Tân. Người ta cũng không phải người trong quân đội, anh kính lễ làm gì? Chị dâu, chị đừng trách. Thế càng chứng tỏ Tân đại ca chúng ta trước giờ chưa từng gặp phụ nữ. Không phải, là trước giờ chưa từng đi xem mắt. Càng chứng tỏ Tân đại ca là người hiền hậu, thành thật, dáng vẻ nhân tài, thanh bạch, mặt người dạ thú.
Từ này dùng không đúng. Là địa linh nhân kiệt cũng không đúng. Tóm lại một câu, mọi người đều là người tốt, người tốt hết. Nào, mọi người ngồi cả đi. Ngồi rồi nói. Nào. Không sao. Hai người nói chuyện trước đi. Hai người nói chuyện trước đi. Hai người nói chuyện trước nha. Tôi không làm phiền nữa. Hai người nói chuyện đi. Ông ơi, xem thuốc đi, vừa nhập về đấy. Cái nào ngon? Cái này hút thơm lắm. Bị thương rồi sao? Bị Tân Bình Quý đánh à? Đánh hay lắm. Đánh chết hắn đi. Đừng càm ràm nữa. Đi theo đi, đi, được. Đội trưởng Mã, lúc này đúng lúc chỉ có một mình hắn. Chúng ta lên đi. Chúng ta làm người phải hiền hậu. Hơn nữa hắn còn bị thương như thế, không phải chúng ta ức hiếp hắn sao? Không phải, gì mà ức hiếp hắn? Hắn đánh tôi ra thế này. Không phải anh nói giỡn tôi đi xử tên khốn này sao? Anh có ý gì thế? Không phải chúng ta phải học cách nhẫn nhịn. Giờ chúng ta làm việc cho Thái Quân. Tính cách của Thái Quân Sakata không phải cậu không biết. Bảo chúng ta trông chừng Vương Ban Đức chứ không phải đánh hắn. Còn đặc biệt dặn dò, không thể để hắn phát hiện. Hai chúng ta sẽ đánh hắn. Nếu lúc sau lọt tới tay Thái Quân Sakata, cậu không những bị chúng đánh uổng công mà Thái Quân Sakata cũng đánh cậu. Không đáng đâu. Không đúng, đội trưởng Mã. Hắn đánh tôi thì được, Thái Quân đánh tôi cũng được. Tôi là số bị đánh mà. Không phải anh nói ra mặt thay tôi sao? Anh đùa tôi à? Sao tôi lại đùa cậu? Tôi có lòng tốt khuyên cậu đấy. Đừng nói nữa, nhanh bám theo hắn đi. Chỉ cần hắn làm việc xấu gì, lúc sau chúng ta tố cáo với Thái Quân Sakata, chắc chắn sẽ được trọng thưởng. Trọng thưởng? Mỗi lần đều có thưởng. Nào có thưởng hả? Bớt càm ràm đi. Đi nhanh. Đi thôi, đi thôi. Cô Tả là người ở đâu? Rất xa. Ở Ngọc Bính. Ngọc Bính à? Đó là nơi địa linh nhân kiệt. Phong cảnh nơi đó rất đẹp. Non xanh nước biếc. Núi đẹp sông đẹp, người càng đẹp. Đại đội trưởng Tân, có phải đi theo Triệu Truyền Kỳ lâu quá rồi không? Ngay cả nói chuyện cũng học anh ta. Không có. Cô không quen nói chuyện như thế à? Có hơi khó chịu. Triệu Truyền Kỳ lúc là Vương Ban Đức cũng nói chuyện như thế, cho nên nghe không quen lắm. Thế sao? Thật ra tôi từng học tư thục. Tôi khác với Triệu Truyền Kỳ. Triệu Truyền Kỳ cậu ta, có phải hai chúng ta phải ở đây nói tới chuyện của Triệu Truyền Kỳ không? Không không không, tôi không có ý này. Chỉ là vì Triệu Truyền Kỳ giới thiệu cho tôi, nói cô Tả cũng là người có học, cho nên tôi đáng tiếc thật. Triệu Truyền Kỳ lừa anh rồi. Tôi không học hành gì cả. Không học hành cũng tốt. Đại đội trưởng Tân, con người tôi thích lòng dạ ngay thẳng. Dùng cách nói của đàn ông các anh, tôi chính là một võ phu, không nhiều tâm địa gian xảo thế đâu. Tôi không biết Triệu Truyền Kỳ nói với anh thế nào. Dù sao tôi không muốn che giấu. Tạ Tiểu Bảo tôi từng có chồng, vừa qua đời. Bản thân cũng không còn trẻ nữa, hơn 30 tuổi rồi. Không phải danh môn khuê tú, tôi thích múa thương múa gậy, bên dưới còn có ông đám anh em. Nếu đại đội trưởng Tân không thích những thứ này, thế thì chúng ta đừng nói nữa.
tránh cho mọi người đều khó chịu. Không, những điều này Triệu Truyền Kỳ đều nói với tôi rồi, tôi không để ý. Thật ra Tân Bình Quý tôi cũng không có tiền đồ gì. Trong mắt người dân, tôi vẫn còn là một tên hán gian nữa kìa. Chuyện này trong lòng tôi hiểu. Cô nói xem, Hoàng Hoa khuê nữ nhà ai bằng lòng gả cho loại người như tôi chứ. Với lại tôi cũng không còn nhỏ nữa, cũng là người 40-50 tuổi rồi. Tôi cũng không kén cá chọn canh. Tôi... À không không, tôi lỡ lời. Xin lỗi, tôi lỡ lời. Tôi không có ý này. Ý tôi là, nếu cô Tả không chê, không bắt bẻ tôi, thế thì tôi rất vui. Đại đội trưởng Tân, anh không cần giải thích. Tả Tiểu Bảo tôi là loại người gì, bản thân tôi rất rõ. Tôi cũng không ngại nói anh biết. Tôi và Triệu Truyền Kỳ từng có thù. Tôi không thích anh ta, thậm chí là hận anh ta. Hóa ra cô cũng hận cậu ta à? Nói thật, tôi còn cho rằng hai người, nếu là thế, thế hai chúng ta cùng chung tiếng nói rồi. Tôi nói lời trong lòng với cô, tôi cũng không thích Triệu Truyền Kỳ, thậm chí tôi còn hận không thể để cậu ta chết đi. Cô không biết Triệu Truyền Kỳ cậu ta hại tôi thảm thế nào đâu. Hôm nay tôi thành ra thế này đều là do Triệu Truyền Kỳ hại hết. Thế thì lạ thật. Triệu Truyền Kỳ trước mặt tôi trước giờ chưa từng nói xấu anh nữa câu, khen anh như đại anh hùng vậy. Cậu ta chưa từng nói xấu tôi ư? Thật sao? Tôi thật không dám tin đó. Tôi mặc kệ hai người có chuyện gì, dù sao tôi thấy Triệu Truyền Kỳ vẫn có điểm tốt của anh ta, cũng coi như đàn ông. Cho nên anh ta có thể giới thiệu tôi cho anh, cũng chứng minh con người anh không xấu. Đương nhiên rồi, tôi vốn không phải người xấu gì mà. Được. Đại đội trưởng Tân, anh còn có yêu cầu đặc biệt gì với tôi không? Yêu cầu? Yêu cầu gì? Tôi không có. Thế được, nếu anh đã không có yêu cầu đặc biệt gì, thế thì Tả Tiểu Bảo tôi cũng không sợ mất mặt. Một người đàn ông như anh, nếu đã không sợ người ta đàm tiếu, nếu tôi còn từ chối nữa, thế thì quá không rộng lượng. Thế này đi, chúng ta qua lại trước đi, tránh cho Triệu Truyền Kỳ đó nói tôi không trượng nghĩa. Chuyện tiếp theo đàn ông các anh xem rồi làm, tôi lúc nào cũng được. Cáo từ. Đại đội trưởng Tân, tôi tiễn cô Tả. Không cần. Thế bật thêm. Quân gia, anh tới rồi. Đồ đại đội trưởng chúng tôi cần. Ông chuẩn bị xong chưa? Anh xem, đã chuẩn bị xong từ sớm cho anh rồi. Anh xem, anh cầm chắc nhé. Ở đây cả. Thuốc ở bên trong, chuyển lời cho anh ấy phải lấy được quân hỏa của bọn Nhật. Chào phu nhân. Biết rồi, bà tới xem quần áo đi. Bớt xin lỗi đi. Phu nhân chúng tôi sắp tới đây cắt quần áo, tới lúc đó may tinh xảo cho cô ấy, mạnh hơn bất cứ thứ gì. Vâng, quân gia, anh đi cẩn thận. Làm lại nào. Nào, uống thuốc đi. Cảm ơn. Số lần anh vào từ cửa chính nhiều quá rồi. Hết cách rồi. Nếu không tôi cứ biến mất không rõ, cứ theo dõi tôi sẽ càng nghi ngờ. Nhưng số lần anh tới đây càng lúc càng nhiều, người Nhật cũng sẽ nghi ngờ. Tôi hiểu. Tôi cũng có cách ứng phó. Dù thế nào, việc cấp bách trước mắt là để cô nhanh chóng khỏe lại.
Cảm ơn anh. Cảm ơn anh chăm sóc tôi, khiến anh tốn công rồi. Khách sáo quá rồi. Coi như tôi trả cho cô một mạng. Anh vẫn coi là thật à? Không cần anh trả đâu. Tôi chỉ đùa với anh thôi. Nói thật, tôi phát hiện cô bị thương tốt thật. Anh nói gì cơ? Giờ cô giống phụ nữ hơn rồi. Ít nhất không đấu với tôi nữa. Cô biết không, tôi không chịu nổi cô quái gở, trừng mắt với tôi. Cô nói tôi nghe xem, vì sao cô đột nhiên lại thay đổi thái độ với tôi thế? Tôi nhớ hai chúng ta lúc quen biết, cô không phải thế này. Bắt đầu từ khi nào cô trừng mắt với tôi thế? Thật ra cô không nói tôi cũng biết. Bắt đầu từ lúc tôi đóng giả thành Vương Ban Đức. Cô rốt cuộc có quan hệ gì với anh ta? Anh ta là chồng cô à? Anh lại bắt đầu lắm lời rồi. Sức khỏe cô cũng yếu quá rồi. Sao lại ho nữa rồi? Thế này kết hôn rồi vài ngày lại bệnh, tôi chịu hết nổi rồi. Nào, tôi rót nước cho cô. Uống thuốc đi, rồi nằm trong phòng. Cô không muốn nói thì xem như tôi chưa hỏi. Nói đi, chuyện gì? Đây là nhiệm vụ gì vậy? Cảm ơn. Quân thống gửi điện báo tới, nói chuyên gia mật mã của quân Nhật ở Thái Nguyên sẽ chuyển máy mật mã tới Nam Kinh. Cấp trên lệnh tôi phải chặn nó lại, nghĩ cách giao cho đội ngũ của quốc quân. Lấy được đồ rồi à? Máy gì mà quan trọng thế? Có nó, quốc quân có thể dễ dàng phá giải được tất cả mật mã của quân Nhật, sẽ tạo ra tác dụng mang tính quyết định với cả chiến sự. Không phải một cỗ máy có thể xoay chuyển chiến cục sao? Thắng thua của chiến tranh không chỉ dựa vào một mặt giành thắng lợi, mà còn có rất nhiều thứ có thể thay đổi tình hình chiến tranh. Vẫn nên nói về nhiệm vụ của chúng ta đi. Anh có cách gì không? Không có. Nói thật, tôi cũng đau đầu quá. Ai biết lão Ono này sẽ giấu đồ ở đâu? Anh có từng nghe qua một câu nói không? Câu gì? Nơi nguy hiểm nhất cũng có thể là nơi an toàn nhất. Ý cô là lão Ono có thể lần nữa đặt đồ trong tủ bảo hiểm? Anh thông minh hơn rồi. Tôi cho rằng ít nhất có một khả năng, chính là ông ta chia đồ ra, một phần trong tủ bảo hiểm, phần còn lại giấu trên người ông ta. Còn nữa, bản đồ bố trí phòng thủ và kế hoạch tác chiến đều không phải đồ vật lớn, hoàn toàn có thể buộc nó lên người, tầm mắt từ đầu tới cuối không rời khỏi mình. Anh nói đúng. Suy cho cùng vẫn phải có manh mối chính xác. Tôi sẽ nghĩ cách. Cô tức giận cái gì chứ? Chưa kết hôn thì sao? Chưa kết hôn thì không thể tới à? Gì mà mất mặt chứ? Cô đã là phụ nữ của tôi rồi. Tôi muốn tới thì tới, tôi nói cô biết. Dám chờ xỏ tôi nữa, tôi không cưới cô đâu. Thứ gì thế chứ? Tận trung báo. Tận trung báo. Tận trung báo. Tôi nói cậu đêm hôm không ở trong nhà cậu, chạy tới chỗ tôi làm gì? Tôi cảnh cáo cậu, nếu bị bọn Nhật phát hiện, tôi không bảo vệ cậu đâu. Im mồm đi. Anh bảo vệ tôi lúc nào chứ? Yên tâm, tối nay tôi làm nhiệm vụ, đi khắp nơi là chuyện bình thường. Với lại cũng không có đuôi đi theo. Được rồi, được rồi. Có gì nói mau. Nói xong thì đi nhanh đi. Cũng không có gì. Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh.
Anh đừng vì Iyosaki chết rồi mà ngày nào cũng vui mừng hớn hở. Đừng tới lúc bị bọn Nhật nhìn ra chỗ hở. Thế thì phiền đó. Xong rồi à? Chuyện này thôi sao? Tôi muốn hỏi anh, kho quân hỏa của bọn Nhật, đại đội các anh gần đây có anh em nào tới bên đó chuyển đạn dược giúp không? Kho quân hỏa nào? Ý gì vậy? Bọn Nhật ở thành Thái Nguyên còn có kho quân hỏa thứ hai à? Tôi nói cậu ngốc thật hay giả ngốc với tôi? Rõ ràng cậu biết thành phố Thái Nguyên chỉ có một kho quân hỏa, hơn nữa đều là quân Nhật canh phòng. Đừng nói đại đội tôi. Cậu từng thấy người của Hoàng Hiệp Quân nào lại gần chưa? Tên ác cậu lại muốn giở trò gì thế? Không phải muốn cân nhắc cho nổ đó chứ? Tôi nào có bản lĩnh lớn thế? Xem như tôi chưa hỏi là được rồi. Tôi xem như cậu chưa tới. Khoan đã, làm gì thế? Ý anh không phải đuổi tôi đi à? Có chuyện tôi luôn muốn nói với cậu, nhưng tôi luôn không có cơ hội mở miệng. Chuyện gì? Lúc mẹ tôi sắp mất đã nói với tôi. Thật ra ban đầu không phải cậu hại chết mẹ tôi, là bà kiên trì muốn giấu bát lộ dưới đáy quan tài của bà nên mới gây ra họa sát thân. Tôi không dám tính món nợ này lên đầu cậu, nhưng cậu cũng không thoát khỏi liên quan. Nếu không phải cậu thuận nước đẩy thuyền, mẹ tôi sẽ không xảy ra chuyện, cho nên tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho cậu. Đó cũng là mẹ tôi. Tốt lắm. Đối với Triệu Truyền Kỳ, cô chỉ có thể làm hai việc: hận và ác. Không, tôi chỉ có một việc có thể làm với hắn, chính là giết hắn. Cậu thật sự xem kỹ rồi? Không phải tôi xem kỹ, mà tôi vốn không lại gần được. Chỗ cách kho quân hỏa mười mấy dặm đều là lính Nhật, phòng tuyến dày đặc không nói, chỉ cần là người Trung Quốc, cho dù là quân ngụy hay đội lục bắc đều không vào được. Quả nhiên như tôi dự đoán, muốn đánh chính diện kho quân hỏa xem ra không được rồi, vẫn phải nghĩ cách trà trộn vào mới được. Tôi nói anh nghe không hiểu sao? Người Trung Quốc đều không vào được, người Nhật Bản có thể vào chứ? Ý anh là để phóng viên Hà hóa trang cho hai chúng ta thành bọn Nhật? Không cần phiền phức thế. Bọn Nhật đều là con cháu người Trung Quốc chúng ta, dáng vẻ khác gì người Trung Quốc chúng ta đâu. Thế cũng không được. Người trong đội chúng ta bọn Nhật đều biết. Người của Tân Bình Quý lại bị anh đổi tới hậu phương rồi, bên anh ta có thể một lòng với chúng ta. Tôi tính cũng có 5-6 người. Nếu muốn nổ nó, thật ra một người trà trộn vào là đủ rồi.
Anh nói gì? Cho nổ nó. Không phải chứ. Bộ đội cần vũ khí đạn dược. Nhiệm vụ cấp trên giao chúng ta là nghĩ cách trộm quân hỏa ra. Sao anh lại nổ nó? Đúng thế, là bảo chúng ta nghĩ cách. Tôi không nghĩ ra. Cậu nghĩ ra không? Tôi nghĩ. Cậu nghĩ cái gì chứ? Nếu cậu có thể nghĩ ra cách thì sẽ không có mặt Thô Bỉ này rồi. Nghĩ cách nghĩa là động não. Chuyện liên quan đến mặt tôi. Vì có mặt Thô Bỉ nên không có não. Nhìn gì mà nhìn? Cậu nói lâu như vậy, cậu nghĩ ra cách hay gì chưa? Tôi chưa nghĩ ra cách, nhưng là một chiến sĩ của Bát Lộ Quân. Nhiệm vụ có khó khăn hơn nữa cũng phải nghĩ cách để hoàn thành. Chứ không phải gì. Chuyện gì cũng phải linh hoạt, không thể ôm cây chờ chết. Tôi nói cậu biết, dù không thể chuyển đạn dược vũ khí ra, cũng không thể để bọn Nhật tiếp tục đánh chúng ta. Thế chỉ cần để bọn Nhật đó không có vũ khí đạn dược là được rồi. Thế chúng còn có thể lấy gì đánh chúng ta? Đây không phải cũng là biến tướng hoàn thành nhiệm vụ à? Anh thế này không phải tranh cãi sao? Dù sao tôi đưa ra chỉ thị của đội chính ủy tới rồi, tự anh quyết định đi. Lữ chính ủy, giờ cậu quản người ta là chính ủy rồi à? Không phải ban đầu cậu câm môi nói với tôi cấp trên sao có thể để anh ta làm chính ủy? Thế này không phải lộn xộn sao? Nhìn gì mà nhìn? Nhìn tôi cũng vô ích. Gió chiều nào che chiều ấy. Anh thái độ gì thế? Không phải tôi sợ anh phạm lỗi sao? Được, tôi cũng không phạm lỗi này. Chúng ta cứ đợi đi. Đợi lúc nào nghĩ ra cách rồi ra tay. Xem tới lúc đó có chậm trễ không. Thế hãy cứ theo cách của anh, cho nổ nó đi. Thế này không phải xong rồi à? Tốn nước bọt cả buổi trời. Thế anh nói xem nổ thế nào? Chưa nghĩ ra. Thế tốn nước bọt cả buổi làm gì? Nói nhảm à? Điên ghê. Cái tính cách của cậu. Nhiệm vụ trước mắt vẫn phải tìm ra kế hoạch tác chiến của bọn Nhật có nằm trên người Ono không. Đại đội trưởng Tân, anh tới rồi. Anh thế này là đại đội trưởng chúng tôi tới thăm cô Tả. Cô ấy không có nhà sao? Thăm ai? Cô Tả. Đúng thế, cô Tả chính là nhị đương gia của các cậu. Có. Anh nhìn xem còn ngoan quà tới nữa, không phải cho cậu đâu. Tôi cầm giúp anh thôi, tự tôi biết cầm. Hai vị tới sảnh ngồi trước, tôi đi gọi đại. À không, cô Tả. Đại đội trưởng Tân, cô Tả, làm phiền rồi. Không phiền, dù sao tôi cũng rảnh. Ngồi đi. Được. Cô Tả, đây là chút tấm lòng của đại đội trưởng chúng tôi. Đại đội trưởng Tân khách sáo quá rồi, không cần thiết đâu. Không, lần đầu tới thăm nhà vẫn nên có lễ nghi. Chút tấm lòng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thế thì cảm ơn đại đội trưởng Tân. Không cần. Triệu Truyền Kỳ không có nhà sao? Anh tới tìm cậu ta. Không phải. Sao tôi lại tới tìm cậu ta chứ? Tôi tới tìm cậu ta làm gì? Tôi đặc biệt tới thăm cô. Cô Tả, đại đội trưởng Tân. Anh nói trước, cô nói trước. Ngốc thật.
Cô Tả, hay chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Cô nói ở đây. Ở đây cô nói phải không? Cũng được. Cô Tả, mời. Tôi nói này người anh em, hai người họ làm sao thế? Đúng đấy, tôi cũng khó hiểu. Hai người họ sao đột nhiên lại qua lại với nhau? Chuyền qua đây, ngăn cậu ta lại. Cướp đi, bên này bên này. Trước thế cầm mùa thu, kho quân hỏa vô cùng quan trọng, nhất định phải đảm bảo chỗ đó tuyệt đối an toàn. Xin tướng quân các hạ yên tâm, sĩ binh đế quốc trông giữ nhiều lớp xung quanh kho quân hỏa, ngay cả con ruồi cũng đừng hòng bay vào được, không được sơ ý. Thất bại lúc trước của chúng ta chính là vì khinh địch. Huống hồ đại đoàn độc lập của Triệu Truyền Kỳ không ngừng quấy nhiễu gần đó, mục tiêu cuối cùng của chúng ắt là kho quân hỏa, tuyệt đối không thể có chút buông lỏng. Chuyền bấm, cẩn thận. Vào rồi. Chơi lại, chơi lại. Xin lỗi ngài tướng quân. Đại đội trưởng Vương, cậu rất rảnh à? Ngài tướng quân, thật sự không phải tôi chơi bời lêu lỏng, là vì các sĩ quan đế quốc ép thuộc hạ của tôi tới đá bóng với họ, còn bảo chúng tôi nhanh chóng huấn luyện. Nói đá bóng hay thì thi đấu với họ, tôi cũng hết cách. Thuộc hạ của cậu đã luyện được rồi à? Đừng nhắc nữa, đều đột đám nhà quê, sao bao giờ chơi thứ này đâu. Nhưng sĩ quan đế quốc thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt, ai cũng là cao thủ, nghĩ ác tướng quân cũng biết đá nhỉ. Ngài tướng quân không những biết đá, hơn nữa còn là cao thủ trên sân bóng. Thế sao? Không đúng. Hình như tôi nghe sĩ quan đế quốc nói tất cả sĩ quan đế quốc thành phố Thái Nguyên chúng tôi, ngoài đại tá Sakata không biết đá ra, thì còn một người nữa là tướng quân Ono. Nhất định là tôi nghe nhầm rồi. Xin lỗi ngài tướng quân, làm lỡ thời gian của ngài rồi. Ngài tướng quân thật là giấu nghề, nhưng Vương Ban Đức tôi đã luyện rất lâu rồi, chưa chắc đã thua ngài đâu. Nếu ngài tướng quân không chê, chúng ta có thể phân cao thấp trên sân bóng. Ngài thấy sao? Mời. Hay, hay quá, hay quá. Chặn lại. Chặn lại. Nhanh lên, chặn lại. Cướp lại đi. Bố Huy, xem cậu đó, nhanh, cướp đi. Vào rồi, tướng quân lợi hại thật. Nào nào nào, đá bóng.
Hay quá. Ngài tướng quân đá thật sự quá hay. Đại đội trưởng Vương, đội của cậu trên sân bóng y hệt như trên chiến trường vậy, đều là bại tướng của hoàng quân. Tướng quân Ono, đây là tạm thời thôi, rồi sẽ có một ngày tôi tin đội của tôi sẽ đánh bại đội của ngài. Đợi đội của cậu huấn luyện tốt rồi nói với tôi nhất định sẽ cho cậu cơ hội. Ngài tướng quân thật là rộng lượng, cảm ơn sự ủng hộ của ngài. Lại bắn trúng rồi. Cô Tả may mắn thật. Cái gì? May mắn? À không không không, dùng từ không đúng, nên là quá may mắn. Đặc sắc. Đặc sắc. Đặc sắc quá đi. Tài bắn súng của cô Tả đúng là quá chuẩn. Quả là thiện xạ. Bái phục. Bái phục. Lâu lắm chưa bắn rồi. Không ngờ bắn cũng đã ghiền thật. Cảm ơn. Sao thế? Không thử nữa à? Thử nữa. Thử nữa bọn Nhật sẽ cho rằng bác lộ tới. Sao hả? Đại đội trưởng Tân còn muốn đưa tôi đến bắn súng nữa không? Tôi là người thô lỗ, bình thường cũng không thích dạo phố, cũng không biết đi khiêu vũ, càng không có nhã hứng gì. Cả đời vác súng, chỉ có chút sở thích này thôi. Tôi biết cô Tả cũng là người tập võ. Với tính cách của cô, tôi đoán cô sẽ thích cái này. Không ngờ anh còn biết nghiên cứu suy nghĩ của người khác. Anh làm được rồi. Tôi đúng là rất thích. Cô thích thì được rồi. Thế là tôi vui rồi. Nói thật, cả ngày tôi cứ ở trong nhà, người sắp bức bối chết rồi. Triệu Truyền Kỳ ngay cả cửa lớn cũng không để tôi ra ngoài. Tôi cũng sợ gây phiền phức. Thời gian dài, sắp không biết mình là ai rồi. Cái thằng oắt thối này, quản trời quản đất còn quản cô ra ngoài hay không. Tôi về sẽ dạy dỗ cậu ta. Sao cậu ta có thể thế chứ? Chuyện này cũng không thể trách anh ta. Với thân phận của tôi, ra ngoài chỉ có thể mang tới tai họa cho mọi người. Mang tới tai họa. Cô có thân phận gì? Sao hả? Triệu Truyền Kỳ chưa nói với anh à? Nói gì cơ? Tôi hiểu rồi. Đúng là cậu ta nên làm thế. Cô nói bọn Nhật đúng là tán tận lương tâm, không bằng cầm thú. Ban ngày ban mặt gặp được con gái nhà lành thì trắng trợn hiếp giết, càng đừng nói cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như cô Tả. Bọn Nhật đã nhìn thấy còn không như sói đói lao tới sao? Đại đội trưởng Tân, anh cũng nói quá rồi. Gì mà trẻ tuổi xinh đẹp chứ, tôi chẳng qua chỉ là một quả phụ hoa tàn ít bướm thôi. Dùng từ không đúng. Cô hoa tàn ít bướm chỗ nào? Tôi nhìn thấy một sự mạnh mẽ không thua đấng mày râu trên người cô, là loại hào khí mà đàn ông chúng tôi không so được. Cô thật là... Được rồi, được rồi. Nói nữa thật sự là tân bốc rồi. Tả Tiểu Bảo tôi vẫn tự biết mình. Phải, đúng là có hơi quá. Nhưng không khó nhìn ra, cô Tả là người sảng khoái, khiến tôi khâm phục. Tôi cũng không muốn giấu suy nghĩ của tôi về anh. Chúng ta tuy quen biết chưa lâu, nhưng giữa người với người là thế. Thật ra cảm giác đầu tiên nhìn thấy vừa ý chính là người cùng đường. Không vừa ý có qua lại sao nữa cũng ổn công. Nói quá chuẩn. Ánh mắt đầu tiên tôi nhìn thấy Triệu Truyền Kỳ, tôi liền biết cậu ta không phải kẻ tốt lành gì. Nói chuyện của chúng ta không nhắc đến cậu ta, cảm giác của tôi về đại đội trưởng Tân rất tốt. Có thể cảm nhận được anh là người có cá tính, sẽ không làm trò tà đạo gì đó. Nếu anh không chê tôi, Tả Tiểu Bảo tôi bằng lòng gả cho anh.